Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 tới câu 51. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng có một người hỏi Chúa Giêsu: "Làm sao mà ngài lại biết tôi?" Chúa Giêsu đã trả lời: "Lúc anh ngồi dưới cây vả, tôi đã nhìn thấy anh." Cây vả giống như là điều bí ẩn trong tận thâm sâu của cuộc đời chúng ta mà không một ai biết và cũng không ai muốn biết đến. Bỗng chốc nó được nói đến. Đó là một tình thế. Nhưng Chúa và Nathanael nhận biết tình thế đó như thế nào? Cả hai thiết lập mối tương quan với nhau trên cùng một lãnh vực mà không cần phải tiết lộ nội dung đó là cái gì, không cần phải bộc lộ công khai. Tôi nhận biết anh như thế nào? Điều quan yếu là tôi đã nhìn thấy anh. Nathanael hiểu thấu câu nói này. Đức Kitô đã nhìn thấy ông, không phải là hình dạng bên ngoài của ông, nhưng nhìn thấy nội tâm ông, nhìn thấy những tư tưởng, suy nghĩ, hoài bão, ước mơ, nỗi khổ, buồn phiền, vân vân của ông ở dưới gốc cây vả này. Bài học từ câu chuyện tin mừng mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là điều gì? "Con, cả đêm con trằn trọc, băn khoăn không ngủ được. Ta đã nhìn thấy con khi con lái chiếc xe hai bánh một mình trên đường. Ta cũng đã nhìn thấy con." Vâng, chúng ta là những con người luôn được Chúa nhìn thấy trong hai ý nghĩa: nhìn thấy hình dáng bên ngoài và nhìn thấy nội tâm. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng mỗi con người không chỉ có điều bí ẩn, nhưng chính mỗi một con người cũng là điều bí ẩn. Thế mà điều bí ẩn này không thể che giấu trước mắt Chúa Giêsu, người thấy chúng ta, nhìn thấy cuộc đời chúng ta, nhìn thấy những âu lo, băn khoăn, vui buồn, những dự tính trong tận đáy lòng của chúng ta. "Khi anh còn ngồi dưới gốc cây vả, tôi đã thấy anh." Thật vậy, từ những khoảng cách lớn lao được rút ngắn lại kề bên, khoảng cách xa vời vợi giữa Thiên Chúa và chúng ta hầu như không còn có cách biệt. Chúa đã nhìn thấy chúng ta, đã ở gần bên chúng ta, đã thiết lập một mối tương giao tình bạn hữu với chúng ta. Thiên Chúa nhận biết chúng ta và như thế cũng có nghĩa là Ngài yêu chúng ta. Chỉ có tình yêu mới có thể tạo nên sự quan tâm đặc biệt này. Nathanael nhận ra điều đó. "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa." Khi tuyên xưng điều đó, Nathanael không còn giữ khoảng cách với Đức Giêsu, nhưng chấp nhận mối tương giao mà Chúa mời gọi. "Hãy theo tôi."
bởi Nathanael khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa chính là lẽ sống của chúng con. Chúa luôn tìm kiếm chúng con, dõi theo từng bước chúng con đi trên đường đời, để dẫn đưa chúng con vào trong con đường tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con đừng ngần ngại, nhưng mau mắn đáp trả tiếng mời gọi yêu thương của Chúa.